Đợi hai mẹ em buồn ngủ tới nơi, thôi đừng gán đi. Bây giờ mình lấy hai cái miếng băng keo á, mình dán vô cái mi mắt á, mình giật lên trên ha. Rồi bắt đầu thôi mọi người, vào game nè. Mọi người nghe âm thanh đồ này kia ok, mọi người có bị lớn quá không? Hai ơi, hai cười ỉa đi hai. Thôi vô game nha mấy má, đau họng quá. Hello Skit, Skit. Hello Quốc Queen. Hello bà Hướng Dương nha. Thôi vô game nè, dẫn hoài. Sáng á, tôi đăng cái clip mà con mèo của tôi xong tôi cười. Tôi cười nó tày quầy quá cái mọi người. Cái clip đó bị tắt âm thanh luôn mấy má. Tôi tưởng giọng cười của tôi nó kiểu là thân thiện, kiểu như là gọi quyến rũ hấp dẫn lắm, mà tự nhiên cái top tắt âm thanh cái video đó của tôi luôn, quá buồn. Ủa cái gì đây, cái gì đây, cái gì có hình ộp này kia rồi nè. Cái gì vậy? Gì trông xác kìa bé ơi. Hay đó, từ bỏ phát mô bậy, làm gì có từ bỏ phát mô. Xíu chơi xong game này là qua phát mô á. Đan Quỳnh đã donate 5.000 đồng. Hai ơi, e coi hai mới 4 ngày mà sắp coi hết clip của hai rồi hai. Trời ơi em yên tâm đi, là sẽ có cái clip mới cho em coi à. Cảm ơn bạn Quỳnh nha. Rồi, ok, ngon chưa? Nhấn spec để đứng dậy, ok, mình đứng dậy nè. Đứng dậy, ok. Cái gì kêu sùm vậy bay? Cắm mồm, cắm mồm, cắm mồm. Ok, nó cầm mồm rồi mọi người ơi. Ủa sao đi nó cà giật vậy trời? Trời đất mẹ ơi. Sao mà đi? Cái gì mà đi như mấy ông xỉn vậy? Khoa, cái game nó cà giật cà tan vậy trời. Ok, mình đang ở trong. Oh my god, thất hồn, cảm ơn Skit, Skit. Mình đang đi trong một cái căn phòng gọi là nứt mẻ tày quầy nha mọi người ơi. Trời ơi, phòng này là mưa dột nè mọi người. Thấy không, thấy mấy cái vết này đâu mà mình vết nhà cũ rồi mưa dột rồi đó. Ủa bàn thờ. Bàn thờ có hai bức hình bị cái này chắc bị mờ quá. Bị mờ hay bị cháy vậy đó bay ơi. Game gì vậy hai? Tôi có game tên game góc phải màn hình đó mọi người, game kinh dị Việt Nam mới ra, game tên là Tai Ương nhưng mà nó mới ra bản demo à. Chưa có full game, hôm nay mình chơi thử. Quạt máy đồ đó, trời hôm nay game Việt Nam mình làm đồ họa đỉnh chứ gì luôn á hả? Ngon á, rồi kiểu như đồ họa cũng ok, phết. Ngữ văn lớp 12, bé nào đang học lớp 12 đây? Phòng này phòng của bé nào, ai nhận thì bấm số 1 giùm tôi nha. Cảm ơn Hướng Dương, ô cảm ơn bà Hướng Dương rất là nhiều. Nhớ hả, số 1 đảm bảo tất cả đồng hồ trong nhà hoạt động chạy đúng giờ. Ok. Số 2 là viết vào nhật ký những gì vừa mơ. Ok luôn. Số 3 là phải đi ngủ lại trước 15 phút. Gì vậy? À, ok, phải đi ngủ lại trước 15 phút hả? Là sao? Game Việt nha mọi người, game Việt mới ra. Ồ, đồ họa cũng ngon lành đó. Ở cái này tủ không, mở tủ ra. Chìa khóa, kiếm chìa khóa, mở tủ. Cúp bế đồ đó. Con rối rơi từ trên kệ không có vẻ là cần được sửa chữa. Không sửa chữa thôi giục mẹ đi. Ừ vậy đi, cho nó lẹ. Ai thời gian đâu mà ngồi sửa chữa con gói. Ok, tiếp. À mình lấy được cái chìa khóa nha, mở cửa tủ thôi. R để mở cửa, ok. Chìa khóa. Chìa khóa, chọn. Không phải, tao lấy chìa khóa má. Chọn chìa khóa. Ủa gì vậy? Chìa khóa đó, e dùng. Ok. Có cuốn sổ nè mọi người. Nhật ký giấc mơ 31 tháng 7 án mạng. Kỳ lạ, đêm qua tôi mơ thấy một người phụ nữ treo cổ trong căn phòng đó. Lưỡi của cô ta thè dài ra, mắt cái gì máu mắt, máu mũi chảy ra rất là khủng khiếp. Ok. 3 tháng 8, ma quỷ, sự thật. Tôi lại mơ thấy một người đàn ông cầm dao gượt tôi chạy vòng vòng. Phải chạy từ cái gì vào căn nhà lạ trong khu chung cư cũ. Tôi ra sức tìm mọi cách để chặn cửa. Người phụ nữ trong căn nhà đó lại bình thản ăn cơm. What the fuck? Ok, người phụ nữ trong căn nhà bình thản cơm. Cô ta gào thét nhờ giúp đỡ. Là mày ăn cơm hay là mày cần giúp đỡ? Là cái khúc này mày ăn cơm hay mày cần giúp đỡ nè? Chắc nó vừa ăn cơm vừa muốn đi ra đó. Rồi bà ta đứng lên, ruột của bà ta lòi ra, gớt ra ngoài tùm lum tà la. Bà ta nắm lấy tay tôi và luôn miệng hỏi sự thật là gì, sự thật là gì. Tôi không có hiểu sự thật là gì. Tôi cũng giống bạn luôn. Ok, gia đình ngày 8 tháng 8 là gia đình. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ không biết
chết mẹ, bị dướng cái khung chat, đợi xíu. Bị dướng cái khung chat. Không biết nên gọi là mộng đẹp hay là ác mộng. Cha tôi đi làm về và cho tôi một hộp quà rất là đẹp. Nhưng khi tôi mở hộp quà ra, bên trong lại thấy một mảnh giấy viết gì đó tôi không có đọc được. Mẹ tôi ra dọn cơm, kêu mọi người ăn. Nhưng trên bàn toàn là dòi bọ. Mẹ tôi xớ đầy dòi đưa cho tôi và hỏi: sao con không có về nhà? What the fuck? Không về nhà sao ăn cơm á? Cái logic gì vậy? Không về nhà sao ăn cơm ăn Bluetooth hả? Kiểu như mình bắn cái tô cơm ra rồi mình ăn hả? 14 tháng 8 nghi lễ. Sau nhiều ngày nghiên cứu tôi quyết định thực hiện Lucid Dream. À cái này là gọi cái giấc mơ mà dạng như là Lucid Dream, kiểu như mình điều khiển được được cái hành động của mình trong giấc mơ đó đó. Mà hình như có người làm được, có người không nha bay ơi. Sau nhiều ngày nghiên cứu tôi quyết định thực hiện Lucid Dream và mơ thấy những nghi lễ gì đó. Cha mẹ tôi cũng ở đó, mọi thứ thật là mơ hồ. Tôi muốn tìm hiểu rõ ràng hơn. Ok. Con rối, hình như tôi hiểu hơn một chút rồi. Những con rối, họ chính là gia đình của tôi. Nhưng họ muốn nhắn nhủ điều gì? Ai biết má, gọi lại vậy đi, vậy đi. Bây giờ tao mới đi điều tra cho mày nè. Rồi, cái này là nhật ký nha. Thoát ra ngoài đi, ok. Nhật ký, rồi cái này là gì? Cái viết. Lụm, lụm cái viết luôn, chưa xài đâu. Ok, cái viết nè, ok. Rồi, lụm áo cái coi. Cục pin. What the fuck, pin con ế. Pin con ế là mấy người kiểu như có bồ là không dùng được đúng không mọi người? Ô cảm ơn Skit đã tặng cái gì 500 cái GG. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn KV, cảm ơn Vivian Thư, cảm ơn Hướng Dương. Pin con ế nha mấy má, là mấy người kiểu như là có bồ là không có dùng được nha. Ok. Bà nào mà bị giật lắc đùng đùng á thì ao cái tớp ra vô lại nha mọi người. Mai mốt á, sinh nhật của bạn mình mọi người biết tặng gì đó tặng. Ôi chích bà, bây giờ là 00:09. Là mình đi ngủ chưa? Là bây giờ mình cần đi ngủ chưa? Nãy giờ qua bao nhiêu phút rồi? Đi ngủ được chưa? Có đi ngủ không? Chắc đi ngủ quá. Nãy giờ qua 15 phút rồi đúng không? Kiểm tra ghi chú trên bảng trước khi tiếp tục ngủ. Viết vào nhật ký ha, bây giờ viết nhật ký cái. Ủa viết chưa? Khoan từ từ viết. Cái gì mở vật phẩm xong rồi lấy cái cây bút. Cây bút xong rồi dùng. Đó, cái mình vẽ bùa lên nhật ký rồi đó. Ok, vẽ. Em gái Nhật Huyên, em gái thân thương hôm qua đã xuất hiện trong mơ. Tôi nhìn thấy con bé mặt đầm trắng rồi cái gì như cái lúc thở nhỏ con bé liên tục than thở là cái gì bị mất trong chung cư cũ. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Không biết nha má. Rồi bây giờ là mình viết xong là bây giờ mình đi ngủ đúng không? Ok đi ngủ. Đi ngủ lại sau 15 phút nè. Là bây giờ đi ngủ đúng không? Mình viết nhật ký xong rồi đó. Ủa? Chưa có cho ngủ mấy má ơi. Kiểm tra rồi mà. Số 1 là sau khi thức dậy. Kiểm tra rồi mà bây giờ chưa cho ngủ, chắc là phải đi vòng vòng quanh nhà nữa đó. Ê, cái đặc điểm chung của tất cả các game kinh dị á là nó gắn cái đèn màu đỏ nha mấy má. Gắn đèn đỏ nha mấy má, thấy ghét thiệt chứ. Bây giờ mình thay liền giùm tao cái bóng đèn trắng được không? Ồ, game Việt Nam mà đồ họa cũng ấy lắm đó. Cảm ơn ông Chí nha. Trời ơi, 49 đồ 62 rồi đó. Cảm ơn rất là nhiều luôn nha. Cái này là chiếc bồn rửa thối tha. Không phải là chiếc bồn rửa bình thường nha bay ơi, gọi là chiếc bồn rửa thối tha, ok. Cái nước đen òm luôn nè, đứa nào ăn xong mà không rửa chén vậy? Ai ăn xong không rửa chén comment số 1 giùm đi. Trời, Tiểu Cường quá trời luôn kìa. Quá trời Tiểu Cường luôn kìa. Ê, ở bếp mà mấy cái nhà cũ hồi đó nó cũng có cái này. Ô, cảm ơn mà Hướng Dương rất là nhiều nha. Cái bếp ở nhà cũ hồi đó cũng có mấy cái dạng như là cắm nhang vậy nè bay. Công nhận game này ấy á. Có mì gói tên là Kokomi. Hai chữ O lận, ok, ấm bình thủy rồi đó. Thuốc lá rồi này kia rồi đó. Ok, tiếp đi. Bàn máy may rồi đó. Xuống cái này đi, ấy được không? Hết hồn vía bây ơi. Cảm ơn thư ký Slack rất là nhiều nha. Ôi. Bình tĩnh, chơi game kinh dị là không có được sợ. Đồng hồ này vẫn chạy tốt, ok, chạy tốt thì thôi.
Vậy tốt thì thôi, xuống cái đồng hồ dưới đây coi. Cái này có đi vô được không vợ không? Ôi, ơi, 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 ơi. Mô Phật. Kình chân để ngồi hả? À, kình chân để ngồi rồi cái lết qua vậy ha. Ok, khu cách ly hả? Ê, khu cách ly bé ơi. Vậy là cái này là trong cái thời kỳ mà mình bị cái Covid đúng không? Ở đây có cái đồng hồ nữa nè. Chiếc đồng hồ này đã ngừng hoạt động. À, mình có pin á, mình có cái pin con ế đó mọi người. Pin con ế nè, gắn pin con ế vô e để dùng. Ok. Rồi rồi. Ok, rồi thoát. Ui, qua 15 phút chưa ta? Qua 15 phút chưa mọi người? Mình đi về mình ngủ được không? Đâu đi về ngủ coi được không? Cảm ơn Skit rất là nhiều, cảm ơn ông Chí rất là nhiều. Máy keo. Rồi rồi bây giờ. Ủa, qua 15 phút chưa trời? Ơi ơi, bây giờ đi lên sao? À đây đây đây, tối quá không có thấy đường. Cảm ơn. Trời ơi, hai hai người này hôm nay là đu tớp nữa hay gì vậy? Cảm ơn chị rất là nhiều. Không có thấy đường đi luôn á. Cái gì mà đỏ lòm vậy? Cảm ơn Ban. Rồi 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 rồi, nằm xuống ngủ được coi. À đi ngủ được rồi nè. Đó, đi ngủ mày ơi, đi ngủ. Hai ơi, mỏi tay quá, thôi gán đi, em gán qua kiếp nạn này đi. Thì thấy ông cái nhấn space để ngủ, ok. Em thấy ông hai đâu có làm mất cái logo của em đâu, rõ ràng còn logo mà nãy hai còn thêm cái sticker mới vô nữa. Gì đây? Gì đây? Ủa cái này trong mơ đúng không? Cái này ô cái này mờ mờ vậy, chắc trong mơ rồi đó mọi người. Đèn dầu đồ đó. À, đèn dầu nhãn hiệu trí tuệ. Ủa mọi người có bị lag không mọi người? Có bị lag không vậy? Có bị lag bấm số 1 giờ mọi người ơi. Có ai bị lag không? Cảm ơn ông Chí nha, cảm ơn ông Chí nhiều nha. Cái gì vậy? Bây giờ mình ngồi xuống được nè, mình ngồi xuống có cái chổi đồ này kia này nè. Có hai ơi hả? Chết rồi, đâu để hai vô coi thử nha. Để hai vô coi lại. Ủa mọi người bị lắc hả? Đâu đi, để hai vô coi lại cái livestream với nhau người. Ủa bình thường mà. Ok bình thường mà, nếu mà bạn nào bị lắc thì ao cái tấp tấp ra vô lại nha mọi người. Ê để phát gương cái. Phát gương sương sương cái. Phát gương 50 xu đi cho mọi người giật vui vui. Hai mươi lăm người sẽ giật gương 50 xu trong 4 phút. Ok. Phát rương, phát rương. Ủa, coi bình thường mà. Bạn nào bị lắc không? Rương 5 cao su chứ hai. Trời ơi, 5 cao su chắc tao đi làm ấy để tao về tao phát gương cho mày quá. Thiệt luôn á. Ôi là trời, ở đâu ra 5 cao su cha? Quá trời quá đất. À đâu rồi? Không được, không được, không được. Cái này tương tác không được. Gương gì mà có 50 xu bèo vậy hai? Nhà nghèo. Chưa, nghèo khổ. Ôi tiếng gì vậy? What the fuck? Nếu mà tôi mà bị lắc là mọi người bấm số 1 để tôi biết nha. Nhiều khi bên tôi không có thấy được á. Ủa chết mẹ bị lắc rồi. Ủa? Đơ màn hình luôn rồi. Ủa bình thường hả? Sao kỳ vậy? Sao tôi coi cái like của tôi bị lắc vậy trời? Chắc do mạng bên nhà không ổn quá mọi người. Tự nhiên tôi coi cái like của tôi nó ấy ghê luôn á. Gì đây? Ủa sao nó tối hui vậy trời? Không có thấy đường luôn á. Không biết mọi người thấy đường không nữa.
Khoan để coi coi, có setting được không vậy? Không được mọi người ơi. Cái gì mà tối hui tày quậy vậy? Cái này là đèn cày đâu nè. Ok, đèn cày đâu nè. Bánh trái đồ đó, tương tác được không vậy? Không luôn, ok, không, không tương tác được luôn nha. Chắc mạng nhà tôi nó lắc đó mọi người ơi. Tại vì tôi coi bị chậm chậm sao á. Nào mà bị lắc mọi người nhớ comment để tôi biết đó nha. Cảm ơn ông Chí, cảm ơn thầy ông Tắc rất là nhiều. What the hell, hết hồn hết vía. Đan Quỳnh đã donate 5.000 đồng. Game này có hù không hay? Đan Quỳnh, à, cảm ơn mẹ Đan Quỳnh rất là nhiều. Còn game có hù hay không chưa biết nha mọi người. Nhưng mà tôi nghĩ chắc có đó. Chưa chơi hết mà sao biết được. Sớm giờ vô thì chưa thấy. Ơ cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì ông nội? Không, tôi nghĩ là mấy cái cửa mà mở sẵn vậy mình không nên vô đâu, mình quẹo phải đi mọi người. Mình đừng có vô liền, mình quẹo phải đi mọi người, mình đi dạo dạo đi. Cửa này mở được không vậy? What the hell? What the hell? Chắc không sao đâu ha. Trời, buổi tối mà treo áo trắng bye bye vậy ghê quá bè ơi. Cái gì vậy? Tiệm Mai Thanh Trúc. Tiệm Mai Thanh Trúc là gọi là chung cái chị em với lại bà bán nước mía rồi đó đúng không? Mày mọi người nhìn nè. Ôi cái tóc giống bà bán nước mía quá, cái bà mà bán nước mía in trên cái mấy cái xe hồi cũ đó mọi người. Máy khâu. Chiếc máy khâu của mẹ, cảm giác như có người vừa mới ngồi đây. Thôi ghê quá, đừng có cảm giác, bớt cảm giác giùm tao, tao lại mày. Đừng có ngồi ở đây được không? Má cái chiếc áo trắng bài bài này ghê quá bè ơi. Gì vậy? Gì đây vậy? Gì đây vậy? Gì vậy? Ờ nhà bếp gì đó. Tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? Mọi người có thấy không? Mọi người có thấy cái con nhỏ quỷ mới ngồi đây không? Cái này là gì đây? Ờ, những rờ và kiếm vật phẩm có thể sử dụng được. Có gì để sử dụng đâu? Cái này là cái nồi cắm heo, không, nồi cơm. Ờ, nồi cơm á. Có cái gì để múc cơm không? Không thấy cái đồ múc cơm ta. Ờ, nói chung là ở đây có một cái nồi cơm nhưng mà không có chén bát gì để múc hết trơn á. Cho nên là mình có nồi đây nè. Cũng không xài được luôn ta. Cái chén bát gì không? Chưa có. Thôi mình đi chỗ khác chứ đi. Gì vậy? Bàn làm việc, sổ kế toán. À vậy là cái người trước ở căn nhà này làm kế toán mọi người. Ok. Hết hồn hết vía. Có hoa hồng đen ơi, em đừng có hù mấy cái khúc máy ấy này chứ chắc hay xỉu. Sổ sách cái thứ thì sắp xếp một cách gọn gàng, không tương tác được với gì hết. Ok. Chỉ coi thôi. Tủ mở được không? Nón, có cái nón. Bố thường dùng chiếc mũ này khi tôi còn nhỏ. Cái này là nhà của mình hồi nhỏ mọi người. Có nghĩa là mẹ của mình làm thợ may, còn ba mình làm cái gì mà có cái nón cói đó. Mẹ ơi. Đây nè mọi người. Mọi người thấy mờ mờ không? Mọi người có thấy mờ mờ không? Để tôi lại gần cho mọi người thấy nha. Bây giờ tôi nhắm mắt trước nha. Bây giờ tôi nhắm mắt trước. Mọi người thấy giùm tôi nha. À,
Ta nhắm một con, ta mở một con mày ơi. Không sao, không sao, không sao, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. À có cái chén, có cái chén sứ nè. Có chén sứ. Có cái chén sứ. Vô bới cơm, bới thuốc cơm cùng vợ chồng mà nha mọi người, bới thuốc cơm nha mọi người ơi. Bới thuốc cơm nghe coi livestream nha mọi người. Nhấn R để sử dụng chén sứ nè, ok chọn chén sứ E để dùng. Ok, vậy là mình có một cái tô cơm rồi đó. Ok. Rồi cất vô. Không ai khen Skit dễ thương hả? Thôi để hai khen cho Skit gọi là dễ thương nhất vũ trụ này. Xin 500 ngàn tiền khen. Mở cửa đó, mở cửa, chắc không sao đâu, mở cửa, ok. Ok. Ok, cái gì tối hui đây, cái gì tối hui vậy? Gì vậy? À, hết đường đi rồi, hết đường đi rồi. Má cái tiếng gì trời, cái tiếng gì vậy? Chắc không sao đâu, chắc không sao đâu, yên tâm đi, chắc không sao đâu. Tao muốn khóc quá à. Cái này là chiếc nón kỳ diệu quá mọi người. Dán chữ đồ này kia đồ quá trời luôn nè. Thuốc xịt mũi rồi đó. Đó, cũng này kia rồi đó, rồi ok. Cái này đi, cái này là gì đây? Simla phù thuật, sức hồn nhập nhập cảnh. Ok, cái này là cái cuốn mà giúp chúng ta nhập cảnh nha mọi người ơi. Còn cảnh gì thì chưa có biết. Đâu? Lụm. Cái này là cái gì đây? Có tương tác với cái gì được nữa không? Nhấn R để mở vật phẩm coi. Ủa? Cái cuốn sách hồi nãy của tôi đâu rồi? Cuốn sách nãy đâu mất tiêu rồi? Chén sứ rồi đó. Ok. Coi có tương tác được gì với cái này không? Tài liệu sức hồn nhập cảnh, huấn tập ngạ quỷ. Quy cách thờ cúng như đã đề cập ở trang bên, ngạ quỷ là những linh hồn vật phẩm bàn thờ cũ hoặc nhặt được. À là có bàn thờ, có lư hương, nhang cầm, nhang trầm hả? Mỗi lần chỉ thắp một nén là bây giờ mình cần tìm kiếm cái nhang trầm đó. Rồi cái gì cơm trong chén nhỏ hả? Ồ mình có cơm, mình có cơm. Huấn tập ngạ quỷ trong giữ gia cơ. Khi ở nhà mỗi ngày cần thay cơm mới, thay nhang theo một giờ cố định. Lúc vắng nhà bước vào trong nhà dâng cơm mới tránh họa vào thân. Là bây giờ mình phải đưa đưa cái chén cơm ra. Ok, mở lên lấy cái chén cơm. Rồi dùng. Ê, ủa sao không thể sử dụng vật phẩm vậy? Chén cơm nè. Xoay hả? E là dùng. Đó. Rồi nhang lấy đâu mọi người? Nhang á, à, đây có món nhang nè. Ủa sao lụm không được vậy? Không 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 có lụm nhang được mọi người. Tại sao hai không có cảm ơn hai tồi, mai em mua điện thoại mới là tại hai. Cảm ơn Skit rất là nhiều luôn nha. Oh my god. Oh my god. Oh mình đạt mục tiêu rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Oh my god. What the fuck, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê nó làm gì kìa bé ơi, nó làm gì chổng kìa. Ê mình vô không mọi người? Nó không biết, chắc mọi người thấy không rõ nhưng mọi người mình đếm 1 2 3 đi để tôi còn có lấy cái dũng khí bước vô đếm giùm tôi đi. Đếm 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 giùm 1 2 3 đi rồi tôi bước vô. Ờ, ba 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 chưa 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 ok, vô vô. Không sao không sao không sao, nó chạy rồi, nó chạy rồi bây ơi, nó chạy rồi. Hình nộm đồ đó mấy keo. Hồi nãy ở trong cái cuốn mà nhật ký nó có viết là cái hình nộm hình như là cha mẹ của nó hay sao á. Cái này là cái gì vậy? Chuối, thanh long, bơm, quất, lựu.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Không, cái này là mâm lục quả, không phải mâm ngũ quả nè mày ơi. Cảm ơn bà ông Chí và Skit rất là nhiều nha. Rồi tặng cái gì quá trời luôn kìa, cảm động quá, xúc đậy quá. Cái này nữa. Này là gì đây? 7 món đồ dùng đồ chơi dùng để dâng lên thần Phật nhằm cầu con trai. Ủa con trai chỉ chơi mấy món này thôi hả mọi người? Con trai là chơi cái bê này là cái gì vậy? Cái bê này là đồng gì đó. Ê nhìn nhìn cái chữ bê này quen lắm bay ơi, đồng gì quen lắm. Ờ còn cái máy chơi game đó nè. Máy này hồi nhỏ tôi hay chơi lắm nè mọi người. Đồng bê là cái đồng gì đó quên rồi. Ừ quên rồi mọi người. Có ai nhớ comment giùm mi rồi hai cây đèn cày rồi trong chống che này Nobita. Giống kẹo sô cô la vậy đó mọi người. Đó rồi xe cẩu đồ này kia ha. Thì ra là cầu con trai là chỉ cần 7 món này thôi, đồng Bitcoin hả? Thì ra là con trai mấy ông là mê cái này ha. Ok. Có cái bình gì đó nè, cái bình bông đồ đó. Lịch là ngày 15 tháng 8 năm 1989. 1989. Lúc đó là sau giải phóng rồi đúng không? Sau giải phóng miền Nam rồi. À quên đó, ủa đang trong Covid mà. Ủa sao Covid mà năm. À không không, cái này quay lại quá khứ. Cái này là cái gì đây? Xem xét Tân Tỵ Bạch Lạp Kim ngày 21 tháng 4 năm 1941. Thợ gì vậy? Này là gì vậy? Chuối đồ đó. Xem xét hả? Xem bàn thờ kỳ quái. Ê có cái tượng mà nó chụp cái miếng vải lên mọi người. À, game gì vậy hai? Tôi có game cái tên game góc phải phía trên màn hình nó đang chạy cà rừng nha mọi người. Rồi. Game Việt Nam nha mọi người. Game này game Việt Nam nhưng mà mới có bản demo thôi, chưa có bản chính thức. Mình đang chơi thử cái bản demo của nó. Coi mấy ôi hết hồn hết vía. Mẹ ơi con mèo nó nhảy rớt cái ghế mọi người. Cái này đây, cái ô huyết dịch mọi người. Huyết dịch nha, ống ánh đó là cái màu này gọi là cái gì, máu tươi gọi là máu mà ừ, khỏe sức khỏe tốt đó. Ok, lông ống ánh nha, thường được dùng để làm các nghi lễ mê tín dị đoan. Ok, nhặt luôn, lụm. Lụm thế mà mình đang chơi mình đói bụng quá cái mình luộc lên ăn. Còn gì nữa không? Còn gì lụm được nữa không? Cái cửa này không vô được ha. Có gì tương tác được nữa không ta? Cái đế này cần phải đặt một cái thứ gì đó vào đây. Mọi người biết cái đế này là cái gì không? Tôi hồi đó nhà tôi có một cái nè, cái gọi là cái đồ để kê cái bon. À cái bên phải này nè, cái đế này để đi dùng đặt cái này nè, đó cái chén này nè mọi người. Đúng rồi. À đặt cái chén huyết vô thử ha. Ok, chén huyết. Chén huyết. À đây. Vô. Đó, đặt vô. Ủa đặt vô được chưa? Chưa, lại. Đặt vô coi. Chén huyết nè, dùng nè, bấm e dùng nè. E. Ok, mình đặt vô được rồi nha mọi người. Rồi, ok, mình chưa có vô cái phòng. Cái này là gì, tài liệu. Ồ, hình bùa. Bùa cầu dưỡng nam. Bồ cầu dưỡng nam có nghĩa là cầu mà sinh con trai đó. Dành cho các gia đình mong muốn cầu quý tử. Bồ có hình dáng như trong hình vẽ. Cảm ơn người ta giải thích nha mấy má. Giống như là chứng minh cái bài toán bằng cách nhìn hình ta biết vậy đó. Bồ có hình dáng như trong hình vẽ. Cảm ơn nha. Chuẩn bị một chén máu chó mực. Một lá bùa có mọc chu sa. Người làm lễ cần quỳ lại cái gì số lần cái gì bằng số tuổi của mình trước chư vị Quan Âm. Ok, đã nắm rõ rồi nha. Có tiền đô rồi đó nè. Vô cái phòng này được không? Ủa sao vô phòng này không được? Chờ sao ta? Bàn thờ này. Bên đây cũng có cái bàn thờ nữa. Vô đây được nè. Trong đây vô được. Có cái nồi gì nè. Nồi cơm thiêu. Cơm đã hỏng và không có chén. Có vẻ nhà này không có cơm. Cần gì cái nồi cơm này đâu. Nãy mình có cái cơm sạch rồi mà.
Ok, bên đây đâu có cái gì tương tác này đâu đúng không? Ghét gồ thôi. Gì đây? Nhà kho đó mấy keo, nhà kho. À có cái này tương tác được nè. Cọ vẽ, cọ vẽ. Lụm. Cọ vẽ. Với tiền đồ đó. Ok, hết tương tác rồi nha. Có một cái, một món tương tác được thôi. Đi ra. Gì má? Gì vậy? Gì hù hết hồn mấy chía vậy má? Tiếng nước chảy ở đâu vậy? Tiếng nước chảy ở đâu đó mọi người ơi? À cái cọ. Cái cọ là... Cái cọ chắc chấm vô đây ha. Chấm vô đây dễ bùa đúng không? Ok, thử coi. Cọ vẽ. Chọn. Ồ, chấm vô được thiệt kìa. Có thể nhúng bút vào để tiến hành vẽ bùa. Lụm. Vẽ lên. Bấm bấm mở ra. Ok, rồi. Chọn. Vẽ bùa lên bây ơi, vẽ bùa lên. Rồi sao nữa, rồi sao nữa? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Lại, lại, lại. Còn lại nữa, còn lại nữa. Rồi sao nữa? Sao nữa? Tiếp đi, tiếp đi. Sao nữa? Ủa hết rồi hả? Ủa? Vậy thôi hả? Ủa rồi sao nữa? Ê, xin lỗi nha, xin lỗi nha, con lỡ bước qua đầu, xin lỗi nha. Ủa? Lại vậy thôi hả? Ok. Đâu có tương tác được với cái gì nữa đâu đúng không? Không có mở cửa đây được. Tiếng nước, tiếng nước. Tiếng nước. Tiếng nước của cái này nè mọi người. What the fuck? Tắt nước được không vậy? Gì vậy? Gì vậy? What, 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 what the hell? Đau, 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 đau. Ủa biến mất. Ủa? Thôi, 36 kế chạy là thượng sách mày ơi, chạy là thượng sách. Chạy 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 ra sao, chạy được không? Tiếng gì vậy? Không biết, cái chưa có biết cái hồ này dùng để làm gì nha. What the hell, cái con nhỏ con gái hồi nãy nè mọi người, đây nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Là mình phải đi theo nó đúng không? Phải đi theo nó á. What the fuck? Dẫn đi đâu vậy má? Đừng có dẫn đi tà ma quậy đạo nha. Mà dẫn đi đâu vậy trời? Nó dụ dỗ hai kìa các em ơi. Cảm ơn mà skip rất là nhiều luôn. Tặng cái trống à. Nhưng mà sao tôi không có nha. À, rồi ok. Tiếp đi, tiếp đi. Nãy nhỏ này đi đây nè. Chơi bắt ma đi hai xíu nữa mọi người. Xíu nữa xong cái con game này là mình qua đó. What? What happened? What? What? What cái gì vậy? 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 Huy gì? Không, ai tin Huy, tao đâu có tin Huy. Không, không phải đâu, không phải Huy đâu. Gì vậy?
Ôi, nhịp tim đập mà tao nói là 100 cây chuối trên giờ luôn nha mấy má. Ủa vậy là hết rồi hả? Rồi nha mọi người, hết cái phần demo game rồi nha mọi người. Cái này là demo thôi à. Cái con game này là ra vào Q1 tháng 1 nha mọi người, tháng 1 năm 2024 nha. Cái này là bản demo của nó thôi.